Chiều ngày 3 tháng 3, trên mạng xã hội Facebook, chị Hồng Vân, vợ của danh thủ Lê Huỳnh Đức đã đăng một dòng trạng thái như sau: niềm vui của ba mẹ chỉ như thế này thôi, mừng con trai đã qua được khúc cua khó nhằn. Theo tìm hiểu của Ngoài Đường Beat, Lê Hồng Phúc, người con trai lớn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, đang trên đường trở thành một phi công thực thụ khi vượt qua đợt sát hạch quan trọng về điều khiển máy bay trong năm cuối học ở Úc. Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, hai vợ chồng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình cũng như bạn bè, người hâm mộ. Trên thực tế, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức rất hiếm khi tiết lộ chuyện gia đình trong thời gian sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Tuy vậy, những ai yêu mến danh thủ bóng đá Việt Nam này đều biết Huỳnh Đức có một gia đình đáng mơ ước với những người con học rất giỏi. Sau hơn 20 năm xây dựng tổ ấm với vợ là chị Hồng Vân, Huỳnh Đức có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Trong đó, người con trai lớn Lê Hồng Phúc hiện đang theo học năm cuối ngành phi công ở Úc. Con trai thứ Lê Trung Hiếu cũng được gia đình định hướng theo học chuyên ngành cơ khí máy bay cũng tại xứ sở chuột túi. Nhờ công việc huấn luyện ổn định ở Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức chăm lo rất chu toàn cho gia đình. Đặc biệt, cựu danh thủ tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh được xem như hình mẫu đáng mơ ước trong giới bóng đá khi chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.